Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Thì thời gian qua mình quay clip mình hay cột cái chùm tóc trên đầu này nè các bạn. Thì do mùa dịch là dịch quá mình không có đi ra ngoài được cho nên tóc mình rất là dài. Thì hôm nay mình muốn thợ cắt tóc ở khu vực này về góc của mình. Vợ người này chính là vợ của mình. Và cái dụng cụ cắt tóc hôm nay là một cái lược với gắn cái lưỡi lam với một cái kéo bằng cá nha. Hơn biết cái đầu giống ai không nữa. Đây, rồi. Mày thầy dính bước ra nhận đồ nghề. Chào các bạn nhé. Đó, rồi. Thì hôm nay vợ mình sẽ cắt cho mình nha các bạn. Thứ tiền hơn sao? Em không biết hơn sao. Mẹ em thiết kế quả đầu thôi chứ em biết hơn sao. Thiết kế quả đầu nó thấy ghê vậy. Hớt tóc rồi, có gạo gầu rồi, có lấy lỗ tai được không? Có. Được vậy mới chịu nha. Hớt sao trời. Tự nhiên hớt tóc mà cười hoài không biết sao mà hớt sao. Anh đừng có nói em cười, em hớt không có được. Ừ rồi hớt đi. Được rồi. Được thấy mắt. Có cần nỉ ra bên nào bên kia vậy không? Không cần đâu. Em tại, tự em làm. Tại thợ người ta hết á, người ta bẻ cái đầu này, bẻ vậy đó. Không biết là được không á, trời ơi. Sao anh cứ dễ dở anh hoài vậy? Hết cái quả đầu đẹp nhất quả đất luôn quá. Anh cứ yên tâm. Anh không có thôi tỉa danh dần nữa dạ, không dạ. Rồi lấy mũi kéo danh nữa không dạ. Cái này hớt sát cũng được chứ sao không có lỗ tai nè. Rồi thì thôi lấy kéo á, nó kéo nó tỉa gì trời, dù gì cắt ngược nó gì trời. Anh yên tâm, em đừng có nói nữa. Nghe đau. Đau hả? Ủa tự nhiên em gục ngược lên nghe đau thằng mèo. Chứ sao mình thấy cái lỗ tai khó. Đây, lỗ tai nắm lỗ tai chụp xuống nhau. Đó, rồi được chưa? Đủ thở hớt tóc thì mất điểm lỗ tai nữa kìa. Cái motor nó dễ á. Còn cái này là tại cái tăng đơ quay nó cứ mua tơ vậy, nó mua tơ trước kìa. Chống chống cho nó mát mát đó luôn thôi. Bạn, mình không phải là thợ chuyên nghiệp nha các bạn. Gọc họ bên thì tuốt trên trời, bên tuốt dưới đất mà nghe cười rỉa luôn nè. Anh là anh hớt hay em hớt? Sao nói hoài vậy? Tôi sợ cái quả đầu này. Sợ mang cái quả đầu này không đi dám đi ra đường nữa chứ. Biết là em là người hết rồi nhưng mà cái đầu của anh em hiểu không? anh đặt niềm tin đây em, anh mới đưa em hết thì anh yên tâm hết, không có ai cười đâu mà sợ. Nói thiệt là tình là không có ai hết mới đưa cho em hết chứ không phải là về tin đâu. Gì? Không có thợ nào hết mới đưa cho em chứ không phải là đặt niềm tin đâu. Biết hết xong rồi kìa, chó nhận anh ra anh không nữa nè. Hết xong rồi đi vô nhà mở cửa ăn chó nó dí nữa. Em à, hết sơ sơ thôi, còn nữa là kêu người ta tỉ lại. Em sao có hết cái người ta được. Cái gì vậy? Sao không hết bên đây luôn đi rồi, tới kéo gì vậy? Đi kéo đâu? Anh hết là em hết mà nó quậy vậy. Cái gì vậy? Thấy lấy cái lược chải không? Ừ. Đâu thấy sao lưng sao thấy? Dịnh lỗ tai không? Dịnh đi. Tại nó tóc nó mất dịnh lỗ tai. Được chưa? Buông chưa? Từ từ anh. Để em. Hết cái đó có liên quan tới lỗ tai đâu hay dịnh lỗ tai? Hả? Chứ cái động nè, thôi để cái tập trên dạ. Em ngồi im đi. Thôi chứ trời.
coi cái đầu của anh hả? Ừ, để thôi cắt thôi giờ. Con chó nhìn không ra luôn. Thấy sao? Để biết đâu. Chưa có thấy được cái gì đâu. Để em cắt cho. Nó dễ vậy nè. Em mai cái kẹp này nè. Từ từ anh ơi. Để chưa có hình xong cái quả đầu. Nè quả đầu vậy đó hả? Y dân như cái đầu con két vậy nè. Ủa ở trước. Trời ơi anh, trời. Anh nói nhiều quá. Hết hồi nhìn cái đầu con trước y dân như cái mộng két vậy em nội. Thì ngồi yên nè. Để em chỉnh quả đầu nữa coi. Chắc cái quả đầu này đẹp nhất cái quả đất luôn á. Hết cái đầu ăn sao ổ gà không? Thấy ăn trước là giống như cái mộng két rồi đó. Cứ dễ dợn quậy ta. Nè nhìn giống con gà mông lái á biết không? Trời ơi hết tóc mà cứ nói tao mắc cười hoài. Cái máy để ăn chút xíu đi. Em xử lý sao? Ừ. Hết chứ để ăn sao cho nó đẹp cái hả? Đẹp chưa? Làm vậy? Hết cái máy cho. Bây giờ nè, bây giờ em chải nè, em chải cho nó quang vậy đi nè, em chải cho nó quang vậy nè, xong cái đầu em tỉa nè, em cặp nè, em tỉa, em gọt ngang vậy nè. Nó mắc gì kẹp gì nữa. Đó, nè, bây giờ em chải cho nó xuống không? Rồi cái đầu em lên cái tỉa ngang vậy nè. Nó. Rồi em cắt cái nè, bên này nè, giờ em vào em cắt bớt nữa. Để ngang máy đi nè, cắt đây nè. Ôi ơi, thở phát bên này chết luôn rồi. Ăn không mà dạ, bài dễ em á. Mình thấy trong lòng bạc an lắm các bạn á. Dùng hết tóc mà kỹ lấy kéo mà cá hết cái này không. Mình thấy không ổn. Ổn không? Chắc không ổn. Cái máy còn dài. Trời gì nhúng vô nước rửa chén lên chảy lên luôn trời. Nhúng vô đâu? Nhúng vô thau nước rửa chén chảy lên đầu tao luôn. Có không? Anh đừng có xạo quá. Gì vậy trời? Có lẽ hay là dầm miếng nấm rồi cắt ngang luôn vậy hả? Cái này đâu có điều đâu. Để em làm sao mới coi được cái quả đầu của anh thôi. Thì coi thì được, nó mày thấy ghê á, biết không? Anh có thấy gì chưa mà anh thấy ghê? Thì không thấy mới biết, có thấy ghê. Người ta để xuống, người ta chảy xuống này nè, người ta cắt ngang qua vậy nè, nó mới đều. Em nắm lên vậy đâu đó, ừ đó. Cậu nào thôi le xuống em cắt ngang quá à. Trời ơi. Ừ, đó, ừ đúng rồi. Người lấy cái lượt kêu đi trời. Đó, thì ta thấy cái nào ấy, ta mới cắt ngang qua cho nó đều. Biết là em hết rồi, nhưng mà cái đầu của anh em hiểu không? Vì nãy tin tưởng em kêu hay lắm mà, kêu em hết, bây giờ nói vậy. Thì tại vì không có hết được, nên bắt buộc lắm mấy kia em hết, em hiểu không? Ở đây vậy không, em hết. Ừ, hết trơn cái chân mày luôn rồi. Chưa. Mình có hỏi nó được không? Đang nghiên cứu. Giờ cái dao cái lược em hót bên cái hót này cái coi. Bên đây còn dài quá. Rồi. Từ, đừng có hỏi nữa được không? Hút tóc lần
ra tiệm hỏi sao gọi sao gọi ha. Thằng tiệm thằng tóc mà giờ nó hết xong mất tiêu rồi, nó cần phải hỏi. Được coi, nước đi coi. Thì cũng được. Nhìn được phải rồi, đúng rồi, nhìn là thấy là được rồi đó, nhưng mà biết là đây. Anh cứ chọn hoài à. Dạ, trả vô lỗ tai. Xin lỗi nha biết không? Trả tiền lại đi. Nhiêu? Hết cái đầu không lấy được cắt nữa. Trả tiền lại đi. Rồi chưa? Ok chưa? Chưa. Chứ hỏi hoài ta. Máy hết nữa. Được rồi. Nhìn vậy. Được. Mình chỉnh cái máy lại. Biết sao? Buộc tóc á, nó cứ giật lên à. Sao em cười? Thấy cái đầu anh xong em cười, anh cười là sao? Chưa đem danh chút bên cái tóc này anh ơi. Đi ngoài kìa. Rồi xong rồi. Mũi cái. Bạn chút giờ đi vô lấy cái khăn dịch mũi cho. Lấy khăn dính khăn đầy hết à. Em lấy khăn ướt vào cho. Bạn chút. Thôi để mình coi cái đầu mình coi. Đây các bạn. Đưa lượng chảy coi, chảy đầu lên coi coi sao rồi. Để mình... Đây, dạ mình mới vừa hắt cái đầu cho mình nghe các bạn. Đây mình chảy cái đầu lên thử nó coi có đẹp trai không nha. Rồi các bạn thấy sao? Được các bạn. Trời. Đẹp trai chưa? Em vừa lấy cái ấy ngồi đây đi, để xong nữa anh vào đợi chút. Đây này vợ mình vừa mới giặt tóc xong nè. Cạo râu không, có cạo râu không đi đây. Bữa nhà ở ngoài giờ dịch quá các bạn, thì hôm nay vợ mình vừa ra hớt tóc cho mình nha. Rồi các bạn thấy sao đó. Rồi clip mình vợ mình hớt tóc mình tới đây là kết thúc nha các bạn. Rồi bye bye các bạn, hẹn lại các bạn clip sau nha. Bye bye. Bye bye và thật tóc rồi. Bye bye cả nhà các ơi.